cho chị. Chị cảm ơn cái chị. Nói chị gửi lời thăm mấy cô bả nha. Nay con tặng cho bác một chai để sức nè. Sức cho nó nóng. Em không có gì nhiều, tặng cho mấy chị mỗi cây giữ môi. Sáu là xài này cho ấm nè, đang đi làm vườn. Bữa nay mời cô chú anh chị và các em cùng Thảo đến thăm nhà của bà con cô bác ở miền quê sông nước. Thảo cũng hơi ngỡ ngàng với cuộc sống hiện nay của bà con đó. Cùng đi chung với Thảo ha. Nho đồng nhiều vậy? Ngoại cũng nhiều như vậy. Mà nho này á mình phải ngâm muối với giấm à. Cho ra mấy cái thuốc á chị, thuốc từ sâu á. Tại vì nếu người ta trồng mà không có thiên nhiên, người ta phải xịt thuốc từ sâu á. Thì mình ngâm muối với giấm mình pha vô. Giống như chén, nửa chén giấm, nửa chén muối á. Chị quậy thao nước. Chị quậy thao nước, nửa chén giấm, nửa chén muối, chị để cái bịch này vô. 10 phút sau nó ra được mấy cái thuốc từ sâu. Cái này là mua cho nhà ăn. Vú sữa. Vú sữa. Vú sữa mà con cô bác ơi, ai ăn vú sữa không? Tết rồi có vú sữa. Mọng hồng đào. Mận ăn trước. Mọng hồng đào giờ hết mùa rồi bà ơi. Hồi xưa người ta trồng. Ổi gì nè, ổi gì nè. Ổi, để ổi không không hạt không? Không hả? Chứ gì? Không nhớ. Thình lình không nhớ. Coi chừng đứt tay nha. Có hai nè trời. Ủa tám tám cái ổi này kia bằng ổi gì tám quên rồi đó. Có, không hả không hả. Ổi lê ổi lê. Ổi lê với ổi gì hai loại. Có vài hạt thôi. Ổi lê. Ổi lê. Chút lửa chút lửa. Vú sữa. Vú sữa. Vú sữa. Cô chú anh chị dặn em ơi vú sữa nè. Ừ, nó ngon. Ổi ổi hoàng hậu gì nè. À ổi nữ hoàng. Nữ hoàng. Nữ hoàng. Nữ hoàng đây nữ hoàng. Nữ hoàng. Nữ hoàng. Ruột đỏ luôn kìa. Màu đỏ. Nãy màu trắng. Không có hạt nhiều. Hạt sen đó ăn ngủ ngon. Có nhiều bà con á thích bánh dừa lắm. Bánh dừa, bánh dừa này bánh chuối. Nói chung là ăn không có nghỉ luôn. Không có ngọt không? Nó ngon lắm. Vú sữa. Ổi là ổi cái ruột đỏ mà ổi nó rất thơm. Cảm ơn Phương rất là nhiều nha. Có nhỏ em Phương lắm. Cảm ơn Phương. Cả nhà ơi, mấy cái này nè, ở miền quê sông nước của Thảo nè. Nhất là vú sữa Thảo rất là thích luôn. Bữa nào đi kiếm vú sữa Hoàng Kim quay cho bà con cô bác coi ha. Ồ sáng không có ai chịu đi ăn sáng sớm á. Cái bông bắt tiên đẹp quá ha. Sáng bà ngoại định cột cho cái dây mà Thảo nói khỏi đi. Khỏi cột, đợi về đi đúng được. Sáng mà đi ra Thảo với Bảo phụ ngoại đẩy ông ngoại ra nè. Phụ bà ngoại. Ờ đạp đi ông ngoại. Đạp phải phụ ổng. Đạp phụ hả? Giờ nay yếu không tự đạp được hả? Không có, phải vận động cho ổng trước. Ờ, vận động chút hả? Rồi thôi, con đi theo mấy thôi, đứa đi. Nó ăn sáng đi nha, đi. Ông ngoại khỏe nguyên ngày nha. Đi đi rồi, đi đi. Ngoại cười cái con ngoại. Đó, đẹp không? Đẹp không? Đẹp lão ghê chưa? Rồi thôi con đi á, đi hái sen, súng, rau đồ gì ăn. À, ăn thiên nhiên đi. Đó, ngoại vui, ngoại cười hoài luôn. Bà ngoại cho ngoại ăn cơm tắm hả? Hai ông bà sáng ăn cơm tắm. Thôi giờ Thảo đi hái qua sen qua súng. Hái rau rồi về ăn. Hái rau vườn á. Ông ngoại khỏe nguyên ngày nha. Con gái đi hái rau rồi về cho nấu canh cho ông ngoại ăn. Nha. Đặt, ông ngoại còn cái chân còn đạp được. Chỉ có cái cột sống nó thói quá bà con cô bác. Rồi bye ông ngoại bà ngoại. Rồi. Cười cái nữa ông ngoại. Giờ Thảo khui cái này trước nè. Cái bắt đầu đi gặp bà con nào cái mình tặng cho bà con đó đó. Mấy cái kia chưa về. Ta chưa giao. Bà con cô bác ơi. Rốt cuộc trong thùng có hai lốc này nè. Giờ lấy mấy chai vậy. Bỏ vô. Thì một ngày mình đi á, mình cho từ từ á, đặng cho nhiều nơi nữa. Gặp mấy em nào cho tặng. Thảo xé rồi. Xé ra. Mấy em giữ môi rồi, Thảo cũng giữ môi bằng cái này nè. Tốt lắm à, có chống nắng nữa. Đó, bỏ vô ba lô vậy. Cái gặp mấy em nè. Mấy em trẻ thì thích này.
Rồi đi 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 mấy nhỏ em Thảo đợi nãy giờ Thảo có chạy ra Thảo vô chạy vô hoài. Nó làm thôi giống pha thôi á. Ừ. Pha bóp cho thôi bóp. Đây, ba nó chạy chiếc xe gì vậy Tấn? Hả? Xe gì vui vậy? Xe cổ vậy. Xe cổ nè hả? Đi ăn sáng luôn Tấn ơi. Dạ, anh em xuống dưới cái hầm ghé. Ừ, ghé. Ghé ăn sáng. Thấy đẹp thiệt. Ồ, cũng dữ ta. Rồi, bye bye Tấn. Vui mà con cô bác. Em rể thứ năm. Cái đường nhỏ xíu à, không có ai chịu thụt vô chừng 2 mét đang cho xe hơi chạy. Thảo nghĩ à, nếu mà đất của mình á, thụt vô 2 mét thì mình đường mình rộng, rồi cái nhà cửa nó lên giá nữa ha bà con cô bác. Nhà Thảo là ai kêu sụt vô chừng 2 mét là nhà Thảo sụt liền á. Đường này ở Bến Phà nè, hồi xưa phà chạy ngang đông lắm. Có cái chỗ Coco Farm ở đây nha. Cây dừa đó, hồi kỳ kia anh Thái kia Thảo ghé quay cho bà con chưa kịp quay đi qua Mỹ lại nên kỳ này nhớ cố gắng quay. Đẹp, ba có gì đẹp. Dạ, con về hả cô? Hôm qua ăn mướn về, mướn về. Mới về tới hả? Dạ. Cho tôi bánh canh đi. Dạ, rồi con nhớ bánh canh con đi về nè. Nó gió nó thiệt á, cái xạ mà mặt tỉnh queo. Ừ, chút nữa. Cái này hai món nè, em mới về hôm qua chị. Mới về sáng ra ăn sáng liền. Dạ mình à. Con món gì vậy? Hủ tiếu mì bắc khô. Cũng hấp dẫn quá bà. Hấp dẫn. Bánh canh. Rồi cảm ơn con. Có ớt, ớt ngon, ớt chanh. Mà bà nói mình ăn mình đừng dắt chanh sớm quá nóng á bà không? Nó hết. Ơ, lấy ớt nhiều vậy? Nó tàn mất chất chua. Rồi. Ông ơi, ông bán bao lâu rồi? Dạ con có cái này nè. Ông có xài dầu gió không? Ông tặng cho ông vậy đó, cho mấy người già. Dạ mấy người trẻ thì không sức. Cho cái này quánh cái môi cho đẹp. Đánh ra quánh lại đẹp giống em. Chúc cho sao? Dạ, ông đó không đi không chị. Không? Chị đâu có để ý đâu biết. Năm bá nè, quay chiếc xe của ông nè. Thấy chiếc xe thấy thương quá, Thảo đang ăn không nhào ra liền. Ông chạy xe này bao lâu rồi? Dạ. Tháng 2, tháng 3 gì đầu năm. Dạ, tháng 2, tháng 3 gì cái này chạy điện phải không? Chạy điện hả? Dạ, ông khỏe nha. Dạ, dầu á để dành sức cho nó khỏe. Dạ. Nay con tặng cho bác một chai để sức nè. Cảm ơn. Sức cho nó nóng là nó nóng người lên. Nóng người lên. Tao không biết con này, con này tao không biết. Con này con 2, con đó con 5. Được, con 2. 5. Dạ, là bữa nay đánh số đề 52. Không. Mấy chị lệ quá. Bác Sáu khỏe nha. Quánh cái môi chị. Quánh qua, quánh lại, sáng đó. Cái dặn lên, dặn xuống nè. Đó, đẹp lắm nè. Dưa hấu. Quánh, người ta tưởng mình mới ăn dưa hấu. Ông đi hả? Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. Gần nhà có hồ sen, mấy hồ sen luôn. Nhỏ em nó chụp hình hoài à, Thảo nói cho chị tới đây đi Phương ơi. Nhỏ em năm nè, chở Thảo đi nữa. Lại đây á, để mua sen về ăn. Sen á, ăn tốt sức khỏe nè ha, gỏi, canh chua. Đó, nấu được đồ hết luôn. Nhưng mà giờ á, chưa có ai nhổ nên đi qua vườn khác chút quay lại nha bà con cô bác. Giờ đi vô vườn rau của dì Sáu nè. Sáu là nhớ liền dạ. Luôn. Tụi mấy đứa à? Một đứa. Dạ bữa nay về một mình. Chừng nào đi qua Tết đi hả? Dạ. Dì Sáu khỏe không? Khỏe. Làm hoài vậy luôn hả? Làm hoài vậy. Rồi Sáu nhỏ ba gỗ. Sáu có xài dầu gió không? Ờ, cho Sáu hả? Dạ, tặng Sáu. Xài này cho ấm nè, đặng đi làm vườn nè. Không có bà ngoại nè. Bà ngoại tay biến, bà ngoại tay biến bữa nay. Rồi vậy giống ba con à. Sức bớt cho bà ngoại. Mà chú Tám nó đỡ bà ngoại đây không có nói được, không có ngồi. Ồ vậy luôn. Sáu nuôi á. Sáu nuôi ha. Sáu nuôi. Rồi Sáu làm vườn suốt ngày vậy hả? 9 tháng. Ờ Sáu làm suốt ngày giúp nhà chơi. Dạ. Giờ đi ra coi Sáu thu hoạch đó. Kìa Sáu nhổ mấy gỗ kìa, đã quá trời luôn hả? Mẹ vô quay cái gì? Cái đó cả già già hết rồi, xuống nhổ bỏ lẩu để hồi giờ xuống nhổ hết cả này gì ăn. Dạ. Đấy. Dạ, nó ở bên mẹ nó rồi chị mẹ. Hái cầm chụp đi. Trời ơi. Trời ơi, cái trái muốn bằng cái mặt của chị Thảo luôn. Hái luôn hả Sáu? Ừ, có hái.
cười cái gì trời ơi, trời. Cười cái miệng bự hơn tái mảnh cầu luôn. Sáu tặng cho nè, cho trái mảnh cầu thấy không, thấy cái mặt Thảo luôn, thấy tái mảnh cầu ha, ngon có ghê. Cái chục trái luôn hay sao? Là cái ngọt sâu và cái xanh hái cho mấy cái sâu. Lẩu ăn bánh xèo được không sao? Không, bánh xèo cái này nè. Cái khác nữa hả? Cái tơi nè. Còn dạ. Này già. Này sao bỏ cho bánh lẩu con bò. Uống nước thường. Sao hái đi, hái này, đi. Đây này, dây hủ qua. Đắm hủ qua. Ôi. Trái sáu bọc từng trái luôn rồi hả? Phải. Hôm nay nó mới đi mua. Dạ. Dạ mới về, Thảo mới về. Thảo mới về. Hồi xưa giờ cũng đâu có đi lại sớm này nhiều ha. Hồi lần trước về không chịu lại. Không chịu lại, ai biết luôn, không dẫn đi. Okay. À. Con đi về ngoài này có mười mấy năm rồi hả? Mười mấy năm rồi sao? Mười sáu, mười bảy năm rồi. À. Sáu ơi, giờ Sáu đang thu hoạch cái gì hay Sáu làm cỏ? Làm cỏ. Làm cỏ hả? Đặng sới trồng lợi. Dạ. Sáu không đeo bao tay? Sáu quen này. Đeo bao quen luôn hả? Được, hay quá. Để hồi Sáu nhỏ mới cả ta nè, gửi gì đắng ăn. Dạ, cái này, không. Cái này già. Cái nào mà ăn bánh xèo được á Sáu? Vậy con chim bánh xèo ăn. Trời ơi, Sáu lội xuống sình luôn vậy? Thì mang thấy lội sình. Ủa, Sáu tối ngày lội vậy hả? Thương quá. Ủa, đây có gieo gì chưa hả Sáu? Gieo gì chưa? Cải vậy đó. Sáu nhỏ, cây nhỏ nhỏ cũng được, không cần cây đẹp đâu. Dạ. Cái vườn gì đâu mà tốt, ngày nào cũng đi bắt sâu hết hả Sáu? Vì Sáu nè, ở cách nhà Thảo là đi bộ lại được chừng 10 phút. Hồi nhỏ mấy tụi con cũng đi chạy vòng đây, thấy vườn không, sao giờ lại nhà không mà gì Sáu? À, giờ ta cách nhà hết rồi thôi. 20 năm rồi con mới trở lại đây. Hơn à. Con đi lên thành phố con học nữa. Chắc cũng 30 năm. đi ít thấy ghê luôn, 30 năm mới trở về. Hồi đám cưới tụi bay là Sáu có đi. Dạ. Sáu có đi đám cưới mình nữa. Cây này nè, ăn bánh xèo ngon dữ lắm luôn á. Cây nhỏ nhỏ này ăn bánh xèo bá cháy. Anh lên hình ra Mỹ cái chỗ nào con cải đó sẽ ra mới có con trồng. Coi nè, đá. Đi luôn. Cái nước này đi đưa Mỹ người ta đâu luôn rồi nè. Đổ cái nón bông xè. Rồi còn vườn sao không em Thảo? Còn ở sao vườn thấy mê nữa kìa. Có nghe cá nhảy cái thật cái dưới đây. Ủa đâu cá nó vô được vậy hả Sáu? Hả? Hello. Chị Mỹ á. Chị Mỹ là làm Thẩm Mỹ Ngọc Mỹ. Thẩm Mỹ Ngọc Mỹ hả? Nhà đó hả? À. Chị nhà ở đây nhìn qua vườn rau này cái ngày nào cũng muốn ăn bánh xèo ha. Mê. Ở dưới là rau muống. Rau muống. Đó có qua trái quá trời luôn. Rồi Sáu bọc từng trái luôn hả? Vậy mấy chị nhắc Thảo Cali kìa. Sáu bọc từng trái tại đây có ong đút không? Ừ. Ong đút á, khổ qua này là khổ qua đắng. Ăn ngon. Cái Sáu bọc nè. Mê quá trời. Kìa. Mà trái nhỏ vui ha. À. Hồi nghe cá nó nhảy phạt ở dưới. Mê ha. Ừ. làm nông á cực lắm, tối ngày làm suốt ngày luôn. Giờ đi theo dì Sáu đi ra sao vườn. Theo vườn con rau lan. Sáu trồng bông tết luôn. Sáu có bán bông tết hả? Không có, trồng sáu xài, cho chưng á hả? Hướng dương. Cái tết nó có bông luôn. Chụp hình đẹp tết bông hướng dương nó có bông. Nó sao vườn rau lan nữa hả? Rau lan này chắc nó có củ không? Không, Sáu trồng chắc đọt không có củ. Chắc. Rồi tới ngày Sáu làm vườn vậy đó. Sáu làm vườn, không ngoài khác thì Sáu vườn. Ngoại kêu hả? Không có, ngoại bắt người ta biết mà bắt có chịu. Ừ. Cây dừa mà phải ngồi xuống vậy đó. Muốn thiếu điều nằm mới đụng tới dừa. Ừ, để đây. Cho nó giống. Đây nè, rồi nè. Em che lại. Đó. Em che lại. Đó, phải nằm vậy đó mới đụng được tới dừa. Sáu tầm tốt quá vậy đó. Em dễ sợ quá. Nó Sáu xới đất kỹ ghê không? Sáu kỹ quá. Rồi, bữa nay lại cho ông Sáu một chút nha. Rồi bữa nào ở tháng là nếu mà có đầm Tết có đi dạo kia ghé thăm Sáu nữa. Ờ, Tết còn đây đi qua chơi. Vậy đủ ăn không? Dư quá thì dư luôn, về chiên chắc 100 cái bánh xèo. Rồi được rồi Sáu ơi, nhiều rồi Sáu ơi. Có mấy cầm ăn thì bỏ vô. Có mình con ăn mà mấy người kia đâu ăn. Thảo cầm đi bỏ vô cái bịch nè. Con bển thích ăn này. Rồi Sáu tính ra nuôi cực hơn mẹ luôn á. Bà ngoại họ không biết luôn. Rồi Sáu chích mũi 4 luôn vậy. Cảm ơn Sáu.
Dạ. Ông ngoại đó. Ngoại ngủ hả? Bệnh chỉ ăn uống được thôi chứ còn nói thì hiểu, nghe được dở dò lên dở dò xuống hay gì thì biết. Em ngoại khỏe. Lâu lâu đến thăm bà ngoại mấy chục năm, ba chục năm. Rồi bác cảm ơn nè. Chị ăn đi dạ, chơi, dạ, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Mỹ ăn đi. Chị này chị gì? Em Phượng. Chị Phượng. Còn đó là chị Năm. Bà Năm. Ờ, thảo đi, bởi cũng trồng đồ cây ra đồ trồng gì. Bà có coi clip chị á. Nãy em nói mà ba biết nó coi rồi á. Coi rồi. Nó này cũng có coi suốt nè. Có đăng ký lên bữa mà về chị cho mình coi thôi là thấy rồi. Em không có gì nhiều, tặng cho mấy chị mỗi cây dưỡng môi. Trời ơi, cảm ơn. Tặng em cái món quà tặng lớn như tặng gì tặng em. Em ơi, Phượng hả? Em từ Mỹ về nha. Dạ. Phượng có nói tặng Phượng hay gì tặng bả? Không có xài á. Dũng ơi, cho bác đẹp. Có em nè, em sử dụng nè. Dạ, cảm ơn. Bữa da xanh nè. Túng mánh ăn quá tàn. Phải món quà gì, phải bỏ, phải la, phải la nhiều nha. Phải la nhiều. La nhiều với. La với là. Ừ, la xe đồ. Mà này nó cũng làm hoài, nó đang đăng ký, đăng ký. Đăng ký coi nữa. Đăng ký rồi. Đăng ký nha. Đăng ký rồi. Đăng ký rồi. Đăng ký rồi. Mấy cái chị nào không? Có vô cái cơ. Ông này có vợ không? Chưa, 43 tuổi chưa. 43 có tử có vợ, tặng vợ ông cây. Vậy là lấy vợ đi, năm sau tôi tặng cho ông. Không chứ phải ở nhà lo hả? Lúc ở nhà chị nó có nó, chị nhỏ em mà mình. À, nghe em tí là hôm nay cũng 36 tuổi rồi, mẹ cũng hai đứa chồng cũng có. Đó, đi vừa học. Bữa nay xanh ngon quá. Ăn được. Dạ ngon. Cảm ơn chị nha. Rồi chị Năm chị Phượng. Chị Phượng. Nam chị Phượng, chị Mỹ. Chị. Bye bye chị. Hả? Các bạn với bả, bả Phái, bả cảm ơn các bạn. Ủa cái giường này của chị hả? Em mua này kia. Em mua cái này ăn chứ gì, bển có sen đâu. Bả tâm từ sáng giờ canh. Canh bà nhỏ nè, cái đó là cái ngó sen phải không? Cái không phải cái non của cái sen. Cái này là ngó sen nè. Ngó sen. Đó, rồi có củ sen nó riêng nữa phải không? Rồi, giờ hồi bị lên hình luôn nè. Nhỏ nhỏ cho em 1 ký đi. Đại 3 ký. Không, em muốn quay chị nè. Chơi. Cho bà đi Mỹ. Thiệt không? Thiệt nè, đây nè. Đang quay nè. Không có đi Mỹ rồi mà chết. Thì hình bà đi qua Mỹ rồi đó. Nãy giờ đã đi rồi đó. Trời ơi, đẹp quá. Đẹp quá luôn. Có cái sen nào nó chín không? Cái bông sen nó chín không? Cái tái nãy hả? Ừ. À, em ăn chứ chi? Ừ, đi đi, chị đi ăn đi. Nè, muốn cạp nè, thảy ra cho cạp. Mà tái này tới già rồi. Nè, tới non nè. Dập. Chưa. Khoan. Ây, trời ơi, dập hay quá bà con. Trời ơi, ở đó dập vừa nè. Bà đừng có quay bà nhỏ, để mới nhỏ xong rồi mới quay. Vô đi. Rồi nhỏ tiếp đi chị. Định leo xuống mà giờ chảy máu rồi. Định bao quần cục này lội xuống hái sen mà chảy máu rồi bà con. Phải không? Bẻ sen sao ta? Đó rồi nó hai lấy cái hộp, có hai lọt ra, bỏ cái nhân giữa. Bỏ nhân giữa hả? Cái tâm sen á. Ừ. Cái tâm còn sen mấy ăn luôn, đắng đắng mà ngủ không? À, hạt sen tươi. Ừ. Ăn luôn cái ấy thì nó đắng hơn. Bỏ cái tâm. Ừ. Ngọt mà thơm á. Lần đầu tiên thấy ăn hạt sen tươi á. Ngon quá trời luôn bà con ơi. Nó ngọt lắm. Ừ. Ngon quá dạ. Cái tâm cũng không đắng gì á. Cũng ngon. Rất là thơm mà béo. Con của chú Tám này không biết ông nội. Con chú Tám nè. À. Nè. Trời ơi, một bịch vậy luôn hả? 2 ký mốt. 1 ký là 130. Không, 1 ký 65.000 tôi nói 2 ký 130. 1 ký có 65.000 hàng bịch vậy nè, nó sen tươi luôn có 130.000 à. 130.000 là $6. Một bịch giá trời luôn. Ghê ghê luôn mà đi xuống hái cũng cực rồi, trồng cũng cực nữa ha. Chị lên cái chùi nữa. Chùi. Cực. Ghê, chị Phụng bà hái đáng cực thấy ghê luôn. Đó, thấy vậy thì không thương nè. Thương quá trời luôn nè. Đi vô thăm anh nè. À. Ủa, kêu bằng gì? Chú Hiếu. Chú Hiếu. Trời ơi.
ngồi xem này ai chồng chị? Chị chồng. Chị chồng hả? Mỏi, ngồi ghế đi kinh. Chị gì? Mỗi lần hả? Mỗi lần chị rút rồi phải chiều gãy phân vô. Dạ. Nó trọng nó bị bự. Như điện giật nha. Ngồi ghế chơi kinh. Ghế chơi. Dạ. Hai dạ. Đứa. Con cũng tám này. Con làm gỡ nữa. Dạ đi nè. Cái này là của cô ở bên Mỹ á. Gửi về cho em cho mấy bà con để xài rồi cho cho chị. Chị cảm ơn chị. Chị nói chị gửi lời thăm mấy cô bả nha. Dạ. Chị nào có nhà về đó ạ? Dạ chắc qua Tết đó, chị giờ hết kịp. Dạ. Vậy. Rồi cái này là của em với bạn em. Cho anh chị cái này cho trước rồi mới trả tiền sau. Đó, cho anh chị mua giống như muốn rồi rồi chị với anh gì cũng được hết, mua ăn uống. Cảm ơn. Dạ rồi giờ trả tiền nè, 130 trả cho chị, không có bỏ bao thư nha, tại vì em lưu bu quá em chưa có. Mệt quá mà dạ. Thư cũng vậy, vậy cũng vậy. Cái này nè, cái này là của nhỏ em thứ năm, em gửi thêm cho anh. Dạ. Ba túi nè. Với đợi chị dạ. Chị Lệ ấy đài sen à. Cái đài sen này mình vô quay luôn. Dạ. Đó. Khỏi tách luôn, để yên vậy luôn chị yêu. Tách chi cực hả? À? Em bưng cho. Cái này về nấu chè. Trời ơi, đã quá. Đủ không? Đủ rồi, đợi. Quá, đủ rồi, đợi con ấy vô lấy thêm. Ừ. Nữa. Nữa. Kêu 10 phụng vô lấy nữa. Lấy hết luôn. Lấy hết luôn. Cái này nè, chị ăn chị không ngủ được á. Dạ. Cái chị nấu chị bỏ vỏ ra, chị là còn rụng toàn ra hết luôn. Dạ. Ăn luôn vậy đâu luôn. Cái tiên xem á. Nó ngủ. Cái này đổ vô luôn hả? Đổ vô luôn. Về rửa hả? Về rửa. Mình cũng phải rửa. Rửa lột vỏ cái kìa. Nhưng mà không biết cái đầu cái tông á, chỉ cái nhị nó bỏ. Cái nhị là ăn nó ngủ quá. Không, em hái một trái thôi, em hái. Được rồi, anh Hiếu ơi, sát dưới đất luôn nè. Rồi. Đi hái một trái mà thành hái mấy chùm luôn. Ăn thử coi. Thôi mà chua chua nha. Chùm hết trơn rồi. Thôi sợ thôi đau ruột. Chua lắm á. Chua lắm đó. Chua lắm. Cái cây nó ấy, cái cây nó chết nha. Chị hái một đứa 1 chục kg. Trời. 1 chục kg luôn hả? Sinh trái vậy đó chị. Sinh trái. Chị Lệ coi sinh trái kìa chị Lệ. Bà sinh 1 trái là một rồi bà hái 1 đống. Đó. Thôi được rồi, nhiêu đó. Lấy hết luôn. Hả? Như đó em lấy hết nha chị. Cái đài này con trả cho thằng con trai, con khách thành phố cho mày biết. Dạ hả? Ủa chị nãy anh làm gì tỉnh? Làm gì? Hai còn học. Học con nhỏ ra đường đi làm gần 4 tháng rồi. Ờ vậy mừng rồi, khỏe rồi. Thằng anh đi làm. Thằng anh đi làm năm tới đi Nhật lấy. Đi Nhật hả? Lấy giấy hộ chiếu rồi. Ngon ha. Chồng xem nuôi con đi học cái này đại học ha. Khách là nấu nghe nói phơi khô uống được luôn ha chú. Thôi đi học đi. Lấy luôn đi. Thôi cho sắc cho. Làm ở đây hả? Dạ được rồi, chú Hiếu nhận lấy tâm đó. Vậy dạ thôi được rồi. Đợi nhiều quá uống kịp. Dạ cho không cho không đi. Ừ. Nó cho không đi con cũng đi, đi chờ đổi rồi luôn. Đúng rồi, nó thích đi cho đi chị. Chú gạn làm đâu? Em hả? Làm giám đốc của ông chồng em. Nó coi tay chị Hùng. Coi tay bá đen vậy là mình ăn ngon mà tay bá đen dễ thương quá trời luôn. Em chị em bá này chưa? Đậu phộng Hà Nội á. À, đậu phộng Hà Nội nè, bà chị bá đặt nè. Đậu phộng Hà Nội. Chị có bỏ mối đâu không? Em đăng lên cho bà con lại mua cho chị. Bán này sen đồ đó. Bán cho sớm thôi phải không? Ai mua chị bán? Rồi đọc số điện thoại đi để coi bà con ở Bến Tre có mua ngó sen không. Nhưng mà không có bán đi xa được. Em lấy cái số điện thoại của chị em bấm đi, chị không có nhớ số của chị nè. Rồi, bấm ha. Cái này còn cái nào nấu không? Này già quá rồi nấu ăn hả? Không ở Hà Nội nè. Hà Nội, chồng ở Bến Tre. Coi Phương đọc lên đi, Phương mở ra Phương đọc lên á. Phương đọc đó, Phương đọc đó. 0326 183 505. Gặp chị Phụng. Rồi chị có ngó sen nhiều lắm, ngó sen, bông sen.
củ sen luôn không chị? Không, vậy lại không có củ, không có củ mà nhà đẹp với ghê luôn. 0326183505 có ngó sen ở Bến Tre nhà chị, không có ship đi chỗ khác mà con ơi. Thấy không? Đưa chị 300 luôn. Ô. Ông bán nhiêu số nữa hả? À. Rồi 10 tờ. 10 tờ. Chuyện ơi vô một biệt nha. Do các anh em mình ăn cóp rồi đó. Số 47 bà con chiều 47 là kêu Thảo nha, lãnh độc đắc. lại thăm anh Hiếu nữa luôn. À, anh mấy anh chị khỏe hết luôn nha. Khỏe hết luôn nè. Có là bút luôn. Đánh lên nữa cho điều à. Dạ. Rồi, bye bye mấy anh nha. Bye bye mấy anh. Khỏe nha. Nhớ rồi. Dạ được rồi, để con sách chú. Con sách được rồi nhẹ. Ba chị Lệ. Chú Hiếu chị Lệ. Chú Hiếu chị Lệ quen hồi nhỏ giờ kêu vậy hả chị Bông? Chú Hiếu chị Lệ. Bữa nào lại mua nữa nha. Bữa nào chị quá giờ đâu có. Chị nào không có à? Dạ lên ha. Dạ phải hết nha. Rồi, rồi. Bữa nào đem bánh cho bà ăn phải không? Bánh là cho bà ăn cái gì? Cho gì ăn. Okay. Dễ chịu ha, chị Phụng cho gì ta ăn mấy. Em đi hết nha. Em đi nha. Có gì quất máy. Có gì quất máy không? Quất cái đi quất về đi. Đủ được không? Đủ được không? Đủ được không? Đủ được không? Dạ. Ăn dạ người đó nghe. Dạ rồi. Rồi. Nấu canh chua xong. Vậy mình phải. Ừ. Thôi được rồi, mới nấu xong bưng lên mà. Nấu chua xong. Đây, cá lóc vớt ra đây. Còn này thịt gà kho. Rồi, múc đồ, này, múc đồ cái gì không? Cái này người ta nuôi hả ngoại? Nuôi ha, bắt xong, bắt xong. Cái này hả? Cá xong. Cá xong hả? Ừ. Cá xong. Rồi xong, phải không? Cảm ơn ngoại nấu đồ ăn cho ăn nha. Bà ngoại với gì? Gì? Đâu có gì? Đó. Lục bình hả? Bình, bông lục bình để qua bên đây. Trời ơi, bông lục bình nữa. Em thứ ba hái cho nè. Qua lục bình. Đó Thịnh ơi, quay má hai đi. Quay má hai giùm cái này, cái bàn này đẹp quá Thịnh. Qua lục bình nhỏ em mới đem qua. Cái này là rau. Rau lan. Rồi cải để ăn bánh xèo. Ngày mai ăn bánh xèo nha bà con cô bác ơi. Chuối tao ăn được hết nữa một nãy rồi. Thích nhất là cái này nè, sen, hạt sen, hạt sen, bông sen, sen tươi. Mà cái này nè, rồi gia đình thương quá chung luôn, sắp ra cho đẹp nữa. Ngó sen, cái này làm gỏi bà con cô bác ơi, gỏi. Về đây đồ ăn ngon quá mà đồ ăn cũng miệt vườn không luôn á, thiên nhiên, tốt sức khỏe. Vừa mỗi ngày mình uống một trái, tốt sức khỏe lắm á. À, giống như là đang căng thẳng thần kinh rồi, uống vô là thấy khỏe liền. Hồi đó mấy lúc mà mệt á, cái Thảo uống nước dừa mà bển đâu có nước dừa tươi đâu. Về đây nước dừa quá trời. Nước dừa tươi uống tốt lắm. Hồi lúc mà thuốc làm cho đau á, uống nước dừa vô cái nó hết, nó bớt đau nhanh lắm luôn. Rồi, quá trời trái cây. Giờ ăn có đâu. Rồi múc ra chừa phải không? Nhưng mà ngân khoai thích cái dĩa này nè. Dĩa rau nè, dĩa rau nè. Đặng nữa kìa. Chú á, là ông bừng giờ tới sáng là ông hái tới 10 kg làm đeo quốc ăn. Chú á hả? Chú bán lục bình nè hả? Ừ. Đây lục bình canh chua đó bà con, cái nhỏ em nó bỏ thêm bông lục bình vô nữa ăn nè. À, chú đó hái lần bán cũng nhiều lắm. À, mai ra chợ Lạc Hồng gặp. Chợ Lạc Hồng là ngay cổng chào đó, ngã ba cổng chào. Mời bà con ăn cơm. Ừ. Quá lắm. Ăn mấy cái đồ thiên nhiên đó. Có rau, Thảo ăn rau được nhiều. Lên phim đẹp mà. Bà chị dâu nhà cái bên đi qua hái qua đậu biếc về cho nhỏ nấu hủ tiếu đó. Thảo hay quay á. Nấu cái món này là nấu làm màu. Để làm trà sữa cái nhồi vô cái bột mà để vô trà sữa đó. Làm trà sữa luôn hả? Ừ, nó bán trà sữa mà. Có trà sữa nhồi bán chung với đó. Hủ tiếu đó hả? Ừ. Qua đậu biếc nảy ra màu đẹp lắm hả chị? Ờ, nếu mà cưng nấu nó nhưng mà đừng uống nhiều nha. Sao vậy chị? Uống nhiều quá nó bị tụt huyết áp, sợ đậu rồng nè. Tụt huyết áp vậy nè, ai cao huyết áp là ấy phải không? Uống nhiều quá nó tụt lốt luôn á. Ừ, ai cao huyết áp thì sẽ tuột
Nhưng mà ai mà huyết áp tụt thì không nên uống nước qua đậu biếc. Trời ơi, còn hái cho Thảo này 3 hoặc 4 bông thôi. Cái này là ủa 3 4 bông hả chị? Cái không có uống nhiều. 3 4 bông rồi nấu nhiều nước. Nấu một chút xíu thôi cho nó ra uống thôi, dụ khoảng 1 ly vậy đó. Khoảng 1 ly vậy đó. Nè, quá trời bông luôn nè. Chị, đây nè, đây nè, đây nè chị. Quá trời nè. Luôn rồi, đã già uống rồi nha Thảo. Có ai ra hái đâu, em về em thấy già rồi. Để già uống. Ăn sống hoặc luộc ăn cũng ngon lắm. Tự nhiên trồng mấy cây chuối đây. Rộng đâu? Ở đâu rộng đây nhiều lắm nè chị Tám ơi. Hái đây đi. Hái vô nấu ăn chua được bà con cô bác. Thảo hái. Bữa nay đi thu hoạch đậu rồng chung với bà chị. Sụt lùi té xuống hồ bơi, chưa biết bơi. Em chưa biết bơi. Tại đất chưa biết hả? Chưa biết bơi. Đang ăn cơm thấy bà chị qua hái qua đậu biếc bay ra rồi cái bà chị kêu hái đậu rồng luôn nấu canh chua. Cũng được mớ nè, hôm qua mới về á thấy đâu có lớn nhiều đâu, thấy trái già không à, bây giờ thấy trái nhiều quá nè. Hả, nhiều lắm hả? Nhiều quá để già trơn rồi nè. Già trơn cái đó nữa hả? Trái nhỏ nhỏ vậy nấu canh chua mới ngon hả chị ha? Trời ơi quá trời, nó già hết trơn luôn, không chịu hái ăn gì trơn. Mà già vậy cái cây nó mất sức nữa ha. Nè nó rủi trơn nè. Nó rủi hết. Đây đâu có hoa đậu biếc đâu, nó đâu hoa đậu biếc. Ở bên đây toàn là ấy không à, đậu rồng không à. Giờ không thấy tưởng đâu. Đây nè, còn vàng đằng kia kìa chị. Vàng này là vàng bông này nè. Không, đằng kia có con vàng hoa đậu biếc nữa, hôm qua em chụp hình á. Trời đất ơi, cái đậu rồng nó già biết nhiêu, để chừng một nạc trái khô đem cổng coi ra nè. Trời ơi, quá trời luôn. Ở đây đâu có đâu, đi qua bên kia hái đi. Bên kia. Vừa khô vậy. Vừa khô quá chừng luôn, có ai ra coi đâu. Bước xuống đây được không? Ơi. Cây này cái gì hả chị? Cây này ăn được không? Hả? Nè, đây nè. Cái này hả? Được. Cái đây gì á? Cán sạn hả? Ừ. Cán sạn tên kỳ trời. Đó, đây qua đầu biết quá trời luôn nè, hôm qua em quay phim mà. Cái này cái lụ đù nè, ăn ngựa ung thư nè. Lụ đù hả? Ừ. Trời ơi, ai mán cái quận đây. Nó bằng cái cây gì chứ không phải cây lụ đù. Tại mình thấy nó lụ đù, mình kêu nó vậy. Chứ nó... Bên đây quá chừng luôn nè. Bảo làm gì vậy Bảo? Dạ. Hái hết đi chị. Sao? Một vàng qua đâu biết luôn, mới trồng á. Còn Bảo làm gì đây? Ủa? Nhà của nhỏ của Bảo nè. Làm gì đây? Làm xe gì vậy? Xe cổ hả? Dạ. Hồi sáng ba Tấn chạy chiếc xe cổ là Bảo làm cho ba Tấn hả? Dạ, đậu xe nè. Đậu xe mà đậu xe cổ. Bảo ơi, mấy chiếc xe này á là mua hồi lúc nó còn chạy được không? Dạ, chạy được mà nó chạy yếu lắm. Chạy yếu rồi, con sửa cho chạy nhanh hả? Dạ, đúng rồi. Thôi, ngày hay ta. Rồi sao con sửa được, con học ở trên mạng hay sao? Dạ, coi trên YouTube nó chạy. Thằng này nó ngộ lắm bà con cô bác, là thích mấy cái này nè, sáng tạo đồ đó, làm ghế đồ đằng đẩy ba Thảo á, làm mấy cái ghế đẩy ra đẩy vô á, đâu mua đâu, tự sáng tạo ra luôn. Rồi sửa xe rồi có một phòng cái đồ nghề đồ nữa nè, đóng kệ đóng tủ đồ nhanh lắm. Chiếc này giờ làm gì? Làm gì Bảo? Dạ. Chiếc này làm gì? Con sửa cái này lại chạy chơi. Cái xe này hồi trước về có chở Thiên Thành đi chơi nè. Nay cũ quá rồi sửa phải không? Dạ đúng rồi. Đậu lại nè. Đậu lại để mốt Thiên Thành về lần sau chở đi chơi tiếp. Ok, Thiên Thành nó coi lỡ phái. Chị Tám nói gì, chừng nào chị nhổ phai? Chị gọi em được không? Em ghi số này nè, số này thằng Phương nó mới đưa em nè, số điện thoại nè. Thì giờ tới chiều em ở nhà mà. Phải không? Ừ, chiều em đâu đi đâu, Phương nó đi. Móc cũ lên. Nó đi với bạn, nó đi qua Mỏ Cày, đi từ thiện bến. Uh-huh. Em hỏi có chỗ cho em đi không, Phương nói là xe 4 chỗ mà đi 4 người. Bữa nay, bà con cô bác cùng đi với Thảo một ngày ở miền quê sông nước. Thấy cuộc sống rất là yên bình ha. Hồi xưa vòng vòng nhà Thảo là ruộng lúa bao la luôn, đi bắt mấy con cua đồng á. Còn giờ đi không thấy ruộng lúa nữa, chỉ thấy nhà thôi, xây nhà lên hết luôn. Giờ sao người ta đông dễ sợ luôn.
Nhìn qua hàng rào cửa đó thì mình biết có nhiều nhà cũng khá giả. Rồi có những ngôi nhà có hàng rào cây đó, thì Thảo thấy mọi người cũng bằng lòng với cuộc sống của mình. Nhưng mà nhìn họ thấy thương quá à. Giống như không có được những cái ước mơ xa vời hơn, giống như bay cao bay xa hơn nữa. Được cái là con cái cũng có đi học, lên Sài Gòn đồ đi học, thì cũng hy vọng thế hệ tương lai ha, được tốt hơn. Còn mấy cô chú anh chị em thời trước Thảo á, thì bây giờ vẫn sống bình yên ở xóm làng như vậy đó. Cuộc sống thì không có khá giả nhiều, nhưng mà cũng không có khó khăn. Cũng có một số bà con thì khó khăn phải đi bán giấy số á, cũng nhiều. Ngoại, cái gì vậy ngoại? Yến gì á, ăn ké của ông ngoại hả? Yến ăn ké của ông ngoại, cho mày miếng nè, ăn cho khỏe. Yến nhỏ em Út với lại mấy đứa em trong nhà mua. Rồi, không con đâu ăn được. Vậy sao tao để tao nãy của ba tao để miếng đường mật ong. Con thôi con ăn không vậy, con lạc quen rồi. Mời bà con cô bác ăn yến. Cảm ơn bà con cô bác xem video ủng hộ gia đình Thảo nha. Với biết thêm cuộc sống ở xung quanh gia đình Thảo hiện nay. Hẹn gặp lại trong những video kế tiếp nha. Chuẩn bị đi Đắk Lắk hay Kon Tum gì đó. Em Thảo nó đăng ký cho đi, cũng đi làm thiện nguyện. Trong cái nhóm em Thảo cũng có làm việc trong nhóm thiện nguyện. Đi 3 ngày Đắk Lắk hay Kon Tum gì bà con cô bác. Qua Tết dương lịch đó đi. Hẹn bà con cô bác ha. Tạm biệt cô chú anh chị và các em. Tạm biệt. Tạm biệt.